Chào các bạn nhé. Đây tôi dừng quay các phong cảnh núi rừng dưới nước cho các bạn xem. Đây, phong cảnh rất thanh bình. Cây sim rất nhiều trái các bạn ơi, nhưng nó chưa chín, chắc phải nửa tháng nữa nó chín các bạn ạ.
các bạn thấy đẹp không ạ? Cái đẹp về động viên mình cho mình khi một đăng ký nha các bạn nhé. Mình xin một comment like ủng hộ động viên tinh thần các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ comment chúng tôi cung cấp cảm nhận của người. Nếu không có các bạn ngồi thì chúng tôi cũng thấy nó cũng chán mà được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nên là chúng tôi lại thứ nhất là vui ăn say để mà đi làm những các video và đến với các bạn. Đây là gành đá một cái thác nước nhỏ thôi nhưng mà rất nhìn rất đẹp. Đây là mùa các loại hoa, ong bướm nhiều.